Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay chị có về một số đồ gỗ và đồ gốm và đồ đồng xưa để trường giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì trường chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì đây, trường có một bộ bàn ghế là bộ bàn trà, bốn cái ghế, một cái bàn, năm món là gỗ, là gỗ chắc. Cô chú anh chị, cái bộ bàn này dựng bao của chú anh chị là từ giá 50 năm trở lên. Gỗ chắc của chú anh chị. Cái này là hàng đục thủ công. Người ta chạm thủ công ngày xưa rất là đẹp, rất là tinh tế của chú anh chị. Cái này là trường bao của chú anh chị, là hàng này hàng xưa luôn. Trường giao lưu của nhà dân sao thì trường đề về để y nguyên như vậy để giao lưu với cô chú anh chị. Rồi trường đo cái chiều cao của cái ghế. Chiều cao cái ghế từ cái chân ghế tới cái mặt dựa trên của cái ghế là 194. 94 cô chú anh chị. 94. Chiều ngang của hai tay ghế. Đây. Là 62 năm, 62 năm. Chiều ra của mặt ghế là 57. Chiều ngang của mặt ghế là 61 năm. Đó, hàng này là người ta đục, là người ta chạm thủ công tay của chú anh chị. Hàng này dùng bao của chú anh chị là cái hàng xưa. Đó, chuẩn xưa của chú anh chị. Chất liệu là gỗ chắc nha. Đây trường đo ngay chỗ này nhỏ nhất của nó. Cái hoành của chân đế á là 16. Cái hoành của cái chân ghế của chú anh chị 16. Rồi. Chiều dài của cái bàn là 1m75. 1m75. Chiều ngang của cái mặt bàn là 55. Chiều cao của cái bàn là 50 50,05, 50,05 của chú anh chị. Đây. Ở mép dưới cái bàn đây. Chiều bao của chú anh chị, hàng này là xưa nhưng mà mọt mối rồi, nó cũng chưa có ăn thua gì đó. Này gỗ chắc nha. Đây trường đo cái hoành của cái chân ghế bàn á, cái hoành của cái chân bàn trường đo cái này là 19. Hoành của chân bàn đó, cái này là vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị. Cái này vân gỗ tự nhiên, những cái tay của nó là có những cái vân gỗ nè, rất là tự nhiên nha. Cái này trường không có sơn sửa gì lại hết, này trường giao lưu sao trường để y như vậy. Rồi mã số 1F đầu tiên trường giao lưu của chú anh chị là 80 triệu. 80 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Khi giao lưu với cô chú anh chị, khi giao lưu với trường thì trường sẽ cho làm lại là chùi dầu cho nó bóng lại cho cô chú anh chị. Rồi. Mã số 2F. Đây. Trường đây là một cái bếp lò 2F của chú chị. Cái này một bếp lò chất liệu là bằng đồng. Chất liệu là đồng xưa của chú anh chị. Chiều cao là 14. Chiều ngang của cái miệng bếp lò là 13. Chu vi cái hoành bụng của cái bếp lò là 37. Này, cân nặng của cái bếp lò là 1,4 kg của chú anh chị. Ở dưới đây, ở dưới cái chân đế nữa đây. Ở đây nó có một miếng lại để lót khang nha. Chất liệu là bằng đồng. Rồi mã số 2F trường giao lưu của chú anh chị là 1.600.000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 3F. Đây trường có một cặp tài địa chất liệu là bằng đồng. Một ông thần tài với một ông thổ địa. Chất liệu là bằng đồng một cặp. Rồi chiều cao là 12. Chu vi hoành đế của ông thần tài là 28 năm, 28 năm. Đây hai ông. Ở dưới chân đế này hàng lành lặn và liền lạc của chú chị, không có sức mẻ chỗ nào hết. Rồi cân nặng của hai ông là 1,1 kg, 50 mình tính kg mốt thôi. Đó, 1,1 kg. Rồi mã số 3F này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường.
Đây trường có một cái này gọi là cái sông Trầm, sông Trầm đỉnh như chú chị, mã số 4F sông Trầm đỉnh, chất liệu là bằng đồng này, có chân đế của chú anh chị, ít có những cái nào có chân đế lắm, cái này có chân đế. Chiều cao là 23, chiều ngang của hai cái tay của sông Trầm là 14 năm, chu vi hoành bụng là 37, cân nặng của một cái sông Trầm là 1,2 kg, 1,2 kg của chú anh chị. Hàng còn lành lặn và liền lạc. Đây ở dưới cái đế của nó đây. Ở bên trong sạch sẽ. Đây. Nó có một cái chân đế của nó. Của chú anh chị thấy. Đó, rồi. Mã số 4F thì chiều giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 600 nghìn đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 5F. Đây là một con cốc. Con cốc này, con cốc phúc lộc của chú anh chị, cốc là tiền tài, tiền tài, có vàng luôn. Chiều cao là 11, chu vi hoành đế là 39, cân nặng của một con cốc là 1,3 kg. Đây dưới chân đế đây, xung quanh là nó có những cái con cốc nhỏ ở dưới nha, nó có những con cốc nhỏ ở dưới đây. Cô chú anh chị nào không rõ thì kết bạn Zalo với trường, trường sẽ quay trực tiếp cho nó rõ hơn. Rồi mã số 5F thì trường Zalo của chú anh chị là 1 triệu 100 nghìn đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi đây một tác phẩm là cá chép ngậm ngọc, có một viên ngọc trên miệng cá chép nè, trên mình của con cá chép nó cởi ra những cái chú tiểu đồng đó. Mã số 6F. Tác phẩm cá chép ngậm ngọc, chất liệu là bằng đồng, chiều cao là 17 năm, chu vi hoành đế là 23 năm, cân nặng của một cái cá chép ngậm ngọc là 1,3 kg, 1,3 kg của chú anh chị. Rồi mã số 6F này trường Zalo của chú anh chị 900.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Đây trường có một cái hồ lô nhỏ, hồ lô bát quái nhỏ của chú anh chị. Trên cái căn này nó không để không có thấy. Đây có hồ lô bắt quái nhỏ, mã số 7F, chất liệu là bằng đồng, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị, về sử dụng được bình thường. Mã số 7F, hồ lô rất là dễ thương nha và xinh xắn. Chiều cao là 21, chu vi hoành bụng là 28. Đây chân đế ở đây, cân nặng của cái hồ lô là 750 g, mình tính 700 g thôi. Mã số 7F này trường giao lưu của chú anh chị là 650.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Đây hôm nay trường về có hai cái mâm, mỗi cái tích nó khác nhau. Đây cái mâm nổi dập nổi của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng, mã số 8F. Đây là cá chép ngắm trăng lý ngư vọng nguyệt. Đây có một chữ Lý Ngư Vọng Nguyệt nè cô chú anh chị, hai con cá chép cắm chân. Ở phía sau này có móc treo tường nè cô chú anh chị nha, chất liệu là bằng đồng. Rồi cái tích thứ hai là thiên nga hồ sen. Thiên nga hồ sen, hai con thiên nga đang bơi lội ở dưới hồ sen. Đây phía sau cũng có móc treo tường của chú anh chị. Rồi để trường căng thử một cái mâm thử coi, cân thử một cái mâm, cái cân nặng và chiều ngang của nó. Chiều ngang của cái mâm là 52, lọt lòng của nó là 40, cân nặng của một cái mâm là 1,2 kg của chú anh chị nha. Rồi mã số 8F này trường mỗi một cái mâm về trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 9F. Đây trường có một cái trống đồng của chú anh chị. Này cái trống đồng chất liệu là bằng đồng. Hàng là bằng đồng. Hàng này có móc treo tường của chú anh chị nha. Rồi. Cái trống đồng chất liệu là bằng đồng luôn. Chiều ngang của nó là 40, cân nặng của cái trống đồng là 600 g của chú anh chị, 600 g. Đây, một cái trống đồng chất liệu là bằng đồng. Rồi. Mã số 9F này trường giao lưu của chú anh chị là 900.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 10F, đây trường có một cái căn giá của ngày xưa, những cái
người ta buôn bán lúc đó chưa căn thịnh hành đó, là người ta buôn bán vào những cái căn giá này, căn rau, căn thịt heo, căn căn tất cả là loại đồ của chú anh chị mình cần căn. Chiều dài của cái đầu căn là 40, chiều ngang của cái đầu căn á, là 5,5 phân, chiều ngang của cái giá căn á, là 25 năm, chiều cao của cái giá căn là 4 phân. Cân nặng của một cái căn là 1,3 kg, mình tính 1,3 kg thôi đây. Còn nguyên vẹn của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng nha, trường bao của chú anh chị chất liệu là bằng đồng. Nếu cô chú anh chị giao lưu với trường thì trường sẽ đánh bóng cho cô chú anh chị, vệ sinh cho sạch sẽ, vậy cô chú anh chị chưng được co. Rồi mã số 10F này trường giao lưu của chú anh chị là 700.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây mã số này đây. Rồi mã số 11F, đây trường có một cái ấn tỳ hưu luôn nha cô chú anh chị nha. Hôm qua trường có hai ba cái ấn thì cũng giao lưu hết rồi, thì hôm nay trường về được mấy cái ấn nữa thì cũng giao lưu với cô chú anh chị. Trường rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ trường clip hôm qua. Rồi chiều cao là 10 phân, chu vi hoành đế là 21, đây ở dưới mộc đế của nó đây, mộc đế nè, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị nha. Rồi mã số 11F là cân nặng là 700 g, 700 g giá mà tính 700 g thôi. Rồi trường giao lưu của chú chị là cái ấn mã số 11, ấn tỳ hưu 600.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Đây cũng là một cái ấn tỳ hưu của chú anh chị nha. Mã số 12F, đây cũng là một cái ấn tỳ hưu. Đây một cái ấn tỳ hưu. Chiều cao là 8 phân, chu vi hoành đế là 20, cân nặng của một cái ấn là 700 g. 700 g đây, mộc đế nó đây. Chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị nha. Rồi mã số 12F này trường cũng giao luôn cô chú anh chị là 600.000 đồng, 600.000 đồng hai cái luôn em. Hai cái nói chung một cặp đó. Rồi mã 13, 14 đây là một cặp ấn nha cô chú anh chị nha. Một cặp ấn này nói chung một mã đi, 13 14 đây là cái ấn của nó là cái hình một con ngựa. Một cái là hình con ngựa, một cái là hình con kỳ lân. Một ấn hình con ngựa, con kỳ lân, hai cái ấn nha. Mã số 13 14. Rồi. Chiều cao nó khoảng 1 phân á. Chiều ngang của cái ấn kỳ lân á là 4 phân. Chiều dài nó 4,5 phân, chiều ngang của ấn con ngựa là 5 phân, chiều ngang là 5,5 phân. Rồi đây một cặp ấn nữa đây. Đó, cân nặng của hai cái ấn là nửa ký cô chú chị, nửa ký. Rồi một cặp ấn 13 14 này trường giao lưu một cặp nha cô chú anh chị nha, là 500.000 đồng, 500.000 đồng hai cái ấn, một cái ấn tỳ hưu và một cái ấn ấn kỳ lân với một cái ấn con ngựa. Rồi mã số 15. Đây trường có một cái sông Trầm Phật Di Lạc nha cô chú chị nha, một cái sông Trầm Phật Di Lạc chất liệu là bằng đồng. Ổng ngồi rất là chễm chệ và cười rất là vui vẻ. Chiều cao là 20, chu vi hoành bụng là 39, chu vi hoành đế là 31, cân nặng của một cái sông Trầm là 1 kg cô chú chị nha, 1 kg nha. Đây dưới cái chân đế nó đây và bên trong của nó hàng còn vẫn là vệ sinh sạch sẽ của chú chị nha. Không có miếng ba vớ nữa hết. Rồi mã số 15F này trường giao lưu của chú chị là 1.300.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Rồi mình trường cũng có cái sông Trầm Kỳ Lân nha. Sông Trầm Kỳ Lân đây. Sông Trầm Kỳ Lân hai bên tay của nó là hai cái con rồng đang leo lên nha. Chiều cao là 17,
chiều ngang của sông Trầm là 18 năm, chu vi hoành đế là 28 năm, cân nặng của cái sông Trầm là 850 gram, mà tính 800 gram thôi. Đây một đế ở đây, này dưới bên trong đây vẫn sạch sẽ của chú anh chị nha. Rồi mã số 16 F này trường giao lưu của chú anh chị là 1.100.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Đây trường có một cặp voi gốm Biên Hòa xưa, đó cái đầu gạt thằng thuốc của chú anh chị nha, đầu gạt thằng thuốc mà người ta làm cái giống như cái đôn voi vậy đó. Đó, cái đầu gạt thằng thuốc. Chiều cao là 15 năm. Đó, chiều dài của cái con voi là 16 năm. Chu vi hoành đế là 40 năm. Đó, đây một cặp của chú anh chị nha, hàng lành lặn và liền lạc. Không có sức mẻ chỗ nào nha. Đó, đây. Đây là hai cái đồ để đồ gạt thằng thuốc. Rồi một cặp mã số 17 trường giao lưu của chú anh chị là 500.000 đồng, 500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 18 là mã số cuối clip ngày hôm nay. Đó, trường có một cái cặp bình là hàng gốm Tàu xưa, hàng này dẻ tay, tích là lông ẳng, màu xanh da trời rất là đẹp của chú anh chị nha. Đó, mã số 18 F, chiều cao là 27 năm, ngang đường kính ngang của miệng của nó là 5 phân, chu vi hoành bụng là 45, chu vi hoành đế là 30. Đó, hàng lành lặn và liền lạc của chú anh chị nha. Một cặp gốm Tàu xưa, hàng dễ tay, tích là lông ẳng. Mã số 18F trường giao lưu của chú anh chị là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng một cặp gốm Tàu xưa mã số 18F. Đây cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thị trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ trường những clip vừa qua. Thì rất hy vọng cô chú anh chị ủng hộ trường nhiều hơn. Và cũng có gì sai sót trên vấn đề mà giới thiệu thì cô chú anh chị cũng bỏ qua dùm trường để trường rút kinh nghiệm và có những cái lời nói tốt đẹp hơn đối với cô chú anh chị. Thì rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường. Thì trường rất cảm ơn.